chọn vào file, chọn vào insert, giờ sẽ tiến hành cắt ngõ ra 100 trên mixer low cut. Rồi tiến hành sẽ đo lại. Rồi đây là cái vị trí mình đã cắt 100 trên con mixer số. Rồi như vậy là sau cạc và mic của mình hoạt động bình thường và ok. Hi, chào mừng mọi người đến với kênh Âm Thanh Đạt. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã quan tâm và ủng hộ đến sản phẩm RTA. Hôm nay có một bộ RTA đi về Hải Phòng, UMC 202 HD. Đây là sau cạc và một cây micro ECM 8000. Bây giờ sẽ tiến hành đập hộp, test, dán tem và gửi hàng. Hàng này là đập hộp là full box nha mọi người. Dây cáp nằm ở bên hông. Kèm gồm một dây 6 ly, một cặp Canon đực cái đi kèm với dây 5m và dắt 6 ly với lại hai đầu bông sen. Hai đầu bông sen này kết nối với van số, có số, mixer số. Đầu tiên sẽ cắm cây micro với một cặp dây Canon đực cái, dây dài khoảng 5m. Đầu còn lại sẽ cắm lên input 1 trên cái sau cạc. Dắt 6 ly cắm vào input 2. Ở phía sau nhớ gạt nguồn phantom 48V và cắm vào số 2 out. Tiếp theo số 1 out. Trên sau cạc sẽ cắm đầu 6 ly, hai đầu bông sen sẽ cắm lên mixer số hoặc van số, có số. Lưu ý dây USB này là phải sử dụng dây chính hãng, sẽ cắm vào đây sau cạc ở phía sau và đầu USB còn lại sẽ kết nối với máy vi tính, cắm cố định ngõ USB đó trong quá trình cài đặt. Chọn vào file, chọn vào insert, giờ sẽ tiến hành cắt ngõ ra 100 trên mixer low cut. Rồi tiến hành sẽ đo lại.
Rồi đây là cái vị trí mình đã cắt 100 trên con mixer số. Rồi như vậy là sau cạc và mic của mình hoạt động bình thường và ok. Giờ sẽ tiến hành đóng hộp và gửi hàng là xong. Công đoạn tiếp theo sẽ tiến hành đóng gói và gửi hàng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu mọi người thấy video hữu ích, hãy like, share, đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.